Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Gia Văn Hàng Nhật. Hôm nay xin giới thiệu cho mọi người một em phù điêu vỏ Ý máy Đức. Cái kiểu dáng này thì có cái phù điêu treo tường. Đây thì là đồng hồ để bàn. Thì của Ý, vỏ Ý nó hay làm cái kiểu dáng như này, rất là sang trọng mà hơi vintage một chút. Hai cu tí ở bên cạnh, rồi một chút hoàng gia nữa. Ở phần đây thì người ta có thêm trang trí điểm thêm như là kiểu giả như là gốm ấy à mọi người. Nhưng thực ra cái này là người ta vẽ trên nền nhựa, có chữ ký ở đây, rất là đẹp. Nói chung là các bác mà chơi những cái đồ này thì thực ra là cái này cũng phải tùy thuộc vào không gian nhà mình. Thế nên là nhà bác nào mà hơi hoàng gia cũng như là hơi cổ điển một chút cũng được. Mình trưng em này cũng rất là phù hợp. Em này đây, made in Italy, cái này đã sản xuất tại Ý. Thường thì những cái này thì đều sản xuất tại Ý cả, những cái dòng kiểu như này. Còn máy thì luôn luôn sản xuất tại Đức. Ở phần đằng sau đây, em này còn rất là đẹp, cực kỳ mới. Không phải lúc nào không về được những cái kiểu đồng hồ để bàn như này. Nhà em săn rất là lâu về được. Cái này là lần thứ hai về. Máy của Đức đây. Em này chạy một viên pin tiểu. Nói chung là cái kiểu dáng của chiếc đồng hồ thì mang tính là decor tượng trưng trong nhà thôi. Đồng hồ là phụ mà decor đồ là chủ yếu. Kích thước của nó là 40x30, size cũng rất là to, cao. Mã của chiếc đồng hồ này là 570. Các bác mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về mẫu đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Japan Hàng Nhật, hoặc là truy cập web hangjapan.vn để cập nhật các sản phẩm mới nhất tại shop. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.